Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với xóm anime. Hẳn các bạn nhỏ không còn xa lạ gì với con quái vật Godzilla đúng không? Năm 2021, Godzilla đã có một trận đại chiến cực máu lửa với Kong trên màn ảnh rộng để tìm ra xem ai là số 1 trong vũ trụ quái vật. Ai chưa xem thì xem đi nhé, đã con mắt lắm luôn. Thế có bao giờ các bạn thắc mắc nguồn gốc của cái tên Godzilla bắt đầu từ đâu không nhé? Rồi làm sao để có thể chế ngự được nó không? Hãy cùng chúng mình tìm câu trả lời trong tập phim ngày hôm nay nhé, cũng như xác định danh tính nhân vật đặc biệt có khả năng đánh bại Godzilla nha. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu ngay thôi nào. Tập phim Đại chiến Shin Godzilla. Một ngày nọ từ vịnh Tokyo, một con quái vật siêu to khổng lồ thức dậy. Nó trồi lên trên mặt nước, thẳng tiến về phía trước, rồi cất một tiếng hú vang trời. Quái vật bắt đầu di chuyển vào đất liền, chậm chậm. Từng bước đi phá hủy cả đường phố. Hiện tại, nó đang bám theo phía bắc đường cao tốc, gần với Ukiyaka, thành phố Yasuo, phá luôn cây cầu Ukihana và đang hướng về Kasukabe. Tình hình khẩn cấp, đội phòng vệ Kasukabe phải nhanh chóng hành động. Toàn trường mẫu giáo bận mút chiến đấu, thay đổi kết cấu, biến trường học thành pháo đài, chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến. Riêng ông nhõi Shin thì vẫn như mọi ngày, vào học được mấy phút rồi mới chịu ló mặt đến. Nhưng không sao, hôm nay không học hành gì cả. Trên đường đi, Shin đã nắm được tình hình hiện tại rồi. Vừa vào, Shin liền hỏi anh em đã đặt tên cho con quái vật chưa? Hiện tại thì chưa, vì nghĩ mãi chẳng ra. Đồng chí Masao thông báo nó đang di chuyển theo hướng 5 giờ. Xem nào, 5 giờ đêm mà. Mình có thể đặt nó là Godzilla, Shinya hoặc là Shin Godzilla. Kazama thắc mắc, 5 giờ thì người ta gọi là 5 giờ sáng, chứ ai lại bảo 5 giờ đêm bao giờ. Nhầm tí, mình cứ bị quen miệng rồi ý. Ý tưởng của Shin cũng thú vị phết đấy chứ. Bố chốt sổ, con quái vật sẽ tên là Godzilla. Khoản tên coi như xong, giờ mấy đứa phải hành động ngay lập tức trước khi nó san bằng cả Kasukabe. Cả nhóm bàn kế hoạch với ngài hiệu trưởng, mong thầy mau ra quyết sách hành động để đảm bảo an toàn. Shin nóng lòng quá, nhảy cả lên bàn để buri. Khiếp, giờ này còn bay cho được hả Shin? Thầy hiệu trưởng tỏ vẻ quan ngại, tuy nắm rõ độ nguy hiểm của Godzilla, nhưng hiện tại, với trang thiết bị ọp ẹp của trường, nhân lực thì hạn chế, chúng ta khó mà địch lại được nó lắm. Mình chưa kịp làm gì, chắc nói cho cả đám về chầu tổ tiên rồi ấy. Thật đúng lúc, bầu trưởng lên tiếng. Thưa ngài hiệu trưởng, tôi mạo muội đưa ra ý này ạ. Wow, xin thấy câu này giống y mấy câu mà nhân vật chính trong anime hay nói lúc nước sôi lửa bỏng lắm. Bên ngoài, người dân đang thi nhau ôm của, bỏ chạy sơ tán. Mẹ trở về nhà, gặp bố và Hima đang đứng trước cổng. Bố kiên quyết, cả nhà mình sẽ cùng nhau chống lại Godzilla. Con xin, hãy để xin phối hợp với nhóm phòng vệ. Bố gọi con quái vật, thách thức nó. Ê, con Godzilla kia, mày ngon thì tới đây, đạp nốt căn nhà tao trả nợ 32 năm này đi. Godzilla không chần chừ, xông tới, đạp một phát, khiến nhà Shin trở về thời kỳ đồ đá. Trở lại với đội phòng vệ, bố giới thiệu, mình đã chế tạo ra một loại thuốc đặc biệt, có thể khiến cơ thể và sức mạnh người dùng tăng lên đáng kể. Tên của nó là Okiku Naruaya, làm từ tất của bố Shin. Maso đề nghị bố thuyết trình nhanh để kết thúc họp hành, chứ quái vật đang ác chiến lắm rồi, không còn nhiều thời gian đâu. Thầy hiệu trưởng muốn Shin sẽ dùng loại thuốc này, trở nên to lớn và đánh một trận oanh liệt với Godzilla. Hả? Sao lại là Shin ạ? Bố giải thích, chỉ có Shin mới thích hợp với loại thuốc này thôi, vì dù sao Shin cũng là con của bố Hiroshi. Với cả, Shin cứ yên tâm, bố đã cho cá ngửi thử mùi tất đeo 3 ngày liền của bố Hiroshi. Kết quả, cá bỗng tăng trưởng nhanh chóng. Không chỉ cá, thí nghiệm cũng đã được thử nghiệm ở nhiều loài khác và đều cho ra mẫu số chung. Mọi người thậm chí còn chuẩn bị sẵn cho Shin một chiếc áo siêu to chà bá để cu cậu mặc vào sau khi biến đổi. Giờ chỉ cần kích hoạt loại thuốc này là được. Quả nhiên, chỉ trong vài giây, mùi hôi thối bốc ra. Shin hít vào, hô biến thành người khổng lồ. Wow, thật đáng kinh ngạc, đúng là sức mạnh của tình bạn, sức mạnh của công lý. Ôi, cơ mà không có quần hả? Thế chết, quên mặc quần rồi. Mặc xong xuôi, Shin di chuyển về phía trước, hướng về nhà chị Nanako. Chị đang đứng trên ban công, vẫy tay chào Shin. Shin từ từ đặt chị trong lòng bàn tay. Chà, giờ chị bé xíu, nhỏ hơn Shin lắm luôn, vậy là chúng ta có thể kết hôn được rồi. Nghĩ thôi đã thấy sướng. Chị Nanako nhìn Shin, bảo với cu cậu rằng, chị mong Shin sẽ ra tay bảo vệ Kasukabe, bảo vệ Nhật Bản. Shin chợt nhớ lại nhiệm vụ của mình. Mới thả chị Nanako xuống, con quái vật đã bất ngờ quật cho Shin một phát đau đớn. Những thành viên còn lại vội lái xe đến để hỗ trợ cho Shin. Phía sau lưng con quái vật đột nhiên phát sáng. Nó há miệng, thở ra chùm tia năng lượng plasma, phá tan mấy tòa nhà liền kề. Shin bối rối, hỏi các bạn mình nên làm gì, chứ cậu chẳng biết xoay sở sao với con quái vật này cả. Bo chỉ Shin hãy cố gắng tiếp cận nó trước đã. Khi nào thấy nó há miệng thì dừng lại để tránh tia plasma. Ok, đã hiểu. Shin đặt chiếc xe lên mông, buri, làm cho quái vật cũng phải tự hỏi thằng nhõi này đang diễn trò gì vậy.
Cu cậu đoàn xe trở lại trên đường, không quên nghịch xe như chơi đồ chơi. Này Xin, tập trung chuyên môn hộ gái, nên nhắc Xin phải tiêu diệt nó càng nhanh càng tốt, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Ok, anh em mình tiến lên. Godzilla tiếp tục phun ra hơi thở plasma. Vì đã có kinh nghiệm, Xin thành công né được. Tuy nhiên, hơi thở này đã phá hỏng một nửa cây cầu. Bô bảo Xin hãy nhảy lên để hướng chiếc xe. Mọi thứ phải nhanh chóng hoàn tất, bởi thứ thuốc này chỉ có hiệu nghiệm trong vòng 1 tuần. Sự lên men tự nhiên từ mùi của tất sẽ làm biến đổi tính năng của thuốc. Nếu không sớm hạ con quái vật, mọi thứ sẽ ngoài tầm kiểm soát. Xin vẫn đang cố tăng tốc để bắt kịp chiếc xe. Đến đoạn đứt cầu, Xin nhảy lên, cho chiếc xe đáp xuống chân mình. Cứ thế, chiếc xe đi thẳng lên, dọc theo người Xin, rồi vút lên cao. Kazama căn súng, nã đạn vào miệng Godzilla. Chúng rồi! Xin nhân cơ hội phi thẳng bông mình vào miệng của nó. Một tiếng nổ lớn phát ra, con quái vật từ từ thu nhỏ lại. Xin cũng thế. Nhìn bộ dạng nhỏ xíu của Godzilla, Xin thấy nó cute hột mé phết đấy chứ. Vậy là thành phố Kasukabe đã yên bình trở lại. Godzilla không bị tiêu diệt mà được thả về nơi ở của nó. Kể từ đó, người ta cho sản xuất nhiều hơn loại thuốc làm từ tất của bố để dùng trong các trường hợp khẩn cấp. Điều đặc biệt của chiếc tất này là một khi rơi xuống nước, nó sẽ mất đi tác dụng, nên người dùng phải bảo quản hết sức cẩn thận, luôn giữ nó trong tình trạng khô ráo. Và đó là những câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tới tận phút cuối. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ cho kênh của chúng mình nha. Còn giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tới. Giác, mà tết nè!